Ben mà y như thật đi chị. Nghiêm xe Ben à? Tiếc là không có xe Ben, nhưng có xe tải y như thật được không? Đi nào! Euro Truck Simulator 2 là một con game mô phỏng. Anh em sẽ được hóa thân thành một tài xế lái xe tải và trải nghiệm cảm giác như đang thực sự ngồi trước vô lăng và ngắm nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của một tài xế thực thụ. Ở đây, anh em có thể thay đổi kết cấu xe theo ý thích của mình như màu sắc, đèn, kèn, tem xe, bánh xe. Nói chung mình thích đổi gì thì đổi nấy thôi để xe có thể vận hành êm và an toàn hơn. Nhiệm vụ chính của người chơi trong game là phải lái xe tải của mình đến điểm mà game yêu cầu và phải tuân thủ luật lệ an toàn giao thông, tránh xảy ra tai nạn để thu về điểm kinh nghiệm và tiền thưởng. Từ đó, anh em có thể tích lũy tiền thưởng để mua sắm và mở khóa nhiều xe tải mới hơn. Với nền đồ họa cực kỳ chân thật và đẹp mắt, đã mô phỏng hoàn hảo nhiều cung đường được lấy ý tưởng từ những địa danh hoặc là những cung đường đẹp trên thế giới, giúp người chơi có những trải nghiệm chân thật và tuyệt vời. Tải game đã có mặt trên Android nhưng anh em phải mất phí khi tải nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Anh em nào muốn tìm game xịn thì nhớ anh Thỏ Green nha.